Di Đà Yếu Giải nói Phật dùng đại nguyện làm nhân cho chúng sanh nhiều thiện căn, Dùng đại hạnh là duyên cho chúng sanh nhiều phước đức Hai câu này quan trọng Đại nguyện của Phật là 48 nguyện Thông nguyện của chư Phật là Tứ Hoàng Thệ Nguyện Thông nguyện của tất cả chư Phật Đầu tiên là Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Đặc biệt là Chỉ cho chúng sanh trong lục đạo Vì sao vậy lục đạo khổ quá Chúng ta ngày nay sống trong thời đại này là khổ không kể hết Là khổ trong các khổ Không có điều gì khổ hơn được nữa Từ đâu mà có Do bất thiện nghiệp chiêu cảm Bất thiện nghiệp từ đâu mà có Thời đại này không có thánh hiền khuyên dạy đáng thương quá người thời xưa chịu khổ ít hơn chúng ta hiện nay nguyên nhân là gì đời này qua đời khác ở khu vực này đều có thánh hiền quân tử giáo hóa chúng sanh đều nhận được sự giáo dục tốt đẹp chúng ta đoạn trước đã nghe đến trong nhân dương kinh có nói Pháp dẫn của Phật Thích Ca Mâu Ni Là chánh Pháp tượng Pháp mạc Pháp Nói rất hay Kinh nói đến không phải là thời gian Trong đó nói sao gọi là chánh Pháp có thánh hiền giảng kinh Có người thật sự tu hành Nghe kinh thật sự nghe hiểu Y giáo phụng hành Người tu hành có thật sự chứng quả Đây gọi là chánh pháp Quý vị xem có giảng, có tu, có chứng Đó là chánh pháp Có giảng, có tu, không có chứng đây gọi là tượng pháp Có giảng không thật tu Cũng không có người chứng quả Đó gọi là mạt pháp Nếu như người giảng cũng không có nữa Đây gọi là diệt pháp Pháp không còn nữa Hiện tại chúng ta đang ở thời kỳ mạt pháp Của Phật Thích Ca Mâu Ni Chúng ta là chánh pháp trong thời kỳ mạt pháp Vì sao vậy? Chúng ta có thể giảng sanh chính là chánh pháp chúng ta nhất định phải được sanh tịnh độ nhờ vào điều gì bộ kinh này là giấy bảo đảm cho chúng ta trên tay tôi đã cầm được giấy bảo đảm ngày nay tôi y giáo tu hành làm sao tôi không giáng sanh được nhất định giáng sanh giấy bảo đảm cầm được rồi không đọc nó vậy thì không có ích lợi gì không những phải đọc mà phải thật làm Đó chính là thật sự có thành tựu Dùng đại nguyện của Phật Làm nguyện của bản thân chúng ta Cho nên Tịnh Tông Học Hội thành lập hơn 20 năm trước thành lập ở Mỹ. Thành lập ở Mỹ, chúng tôi viết một bản duyên khởi. Trong duyên khởi khuyên nhủ các vị đồng tu nhất định phải thực hành năm môn thời khóa. Đây chính là y cứ tu hành của chúng tôi là nguyên lý nguyên tắc điều thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước phật nói rất rõ ràng tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân chính là ba điều này là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất ba điều mười một câu phải thật làm điều đầu tiên hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng hai câu này thực tiễn ở trong đệ tử quy đệ tử quy thật sự làm được rồi làm được một trăm phần trăm rồi thì hai câu này quý vị liền có được câu thứ ba là từ tâm bất sát thực tiễn trong thái thượng cảm ứng thiên là bản ưu khuyết điểm của tiên sinh viên liễu phàm chính là cảm ứng thiên y theo điều này mà đoạn ác tu thiện cuối cùng là thập thiện nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo sẽ học được rất dễ dàng không khó chút nào ngày nay thập thiện nghiệp đạo làm không được là gì ở trước chưa có cơ sở cho nên quý vị liền cảm thấy vô cùng khó khăn quý vị làm không được sau đó thứ hai mới là tam quy trì giới đây là tiểu thừa Thật sự nhập Phật môn. Thọ trì Tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi. Nhập môn này là vào cửa Phật tu hành. Tam quy, Tam quy có hay không? Thọ rồi nhưng là giả không phải là thật. Tam quy điều đầu tiên là quy y Phật. Quý vị xem lục tổ đàn kinh Lục tổ truyền tam quy cho mọi người là nói như thế nào? Lục tổ cách chúng ta gần 1.400 năm Ngài truyền tam quy cho mọi người Là gọi là quy y giá, quy y chánh, quy y tịnh Ngài nói như vậy không phải là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng vì sao Ngài nói như vậy? Phật Pháp đến Trung Quốc Truyền đến thời của Ngài là khoảng 700 năm Thời gian 700 năm dài quá Càng truyền càng lộn Thỏ trì tam quy Hữu danh vô thực Quy y Phật Sao gọi là Phật không biết Cho nên Ngài đổi một danh từ khác Ngài gọi là quy y giác Quy y chánh Quy y tình Sau đó tiếp theo nói Phật là giác Pháp là chánh Tăng là tình Tam quy y này thật sự là quy y giác Giác mà không mê Đây gọi là quy y Phật Chánh mà không tà Đây gọi là quy y Pháp Tịnh mà không nhiễm Gọi là quy y tăng Nói cách khác quy y tự tánh tam bảo không phải là bên ngoài vậy mới lợi ích bên ngoài trú trì tam bảo nó có công đức rất lớn công đức ở đâu thường thường nhắc nhở chúng ta chúng ta không có ai nhắc nhở thì sẽ quên mất cho nên trong nhà quý vị thờ tam bảo nhìn thấy tượng phật liền nghĩ đến giác mà không nghi Ngày nay chúng ta nhìn thấy tượng Phật vẫn là mê mà không giác Đó chính là giả Không nhắc nhở quý vị Nhìn thấy kinh sách Pháp bảo này Chúng ta phải tránh mà không tà Vẫn là tà mà không tránh Nhìn thấy người xuất gia Chúng ta phải sáu căn thanh tịnh Mấy trần không nhiễm Quý vị vẫn còn nhiễm ô Vẫn còn không thanh tịnh Cho nên trên danh nghĩa là thọ quý y rồi Kỳ thật là chưa Vậy nên tam quy không có Ngụ giới không có Thập thiện không có Phật giáo liền suy thôi Đây chính là không có người thật sự tu hành Có người giảng Có hình thức như vậy Không có người thật làm Đây gọi là mạt pháp Chúng ta đang ở thời mạt pháp Chúng ta hiện tại giác ngộ rồi Chúng ta thật làm Chúng ta cúng dường tam bảo Lúc nhìn thấy tam bảo lập tức có thể nhắc nhở bản thân Nhìn thấy tượng Phật Ta phải giác, tự tan giác Không mê hoặc Nhìn thấy kinh sách Ta phải chánh tri chánh kiến Ta không thể có tà tri tà kiến Nhìn thấy người có hình tướng xuất gia, ta lập tức nghĩ đến ta phải sáu căn thanh tịnh, mấy trần không nhiễm. Hoàn toàn là bản thân, không phải bên ngoài. Bên ngoài là nhắc nhở chúng ta. Như vậy mới lợi ích, quý vị mới là một người thật sự tu hành. Có cơ sở này rồi mới có thể học đại thừa. Đại thừa đầu tiên phải phát Bồ đề tâm. Thâm tính nhân quả, nhân quả là gì? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Là nói điều này. Niệm Phật thành Phật. Đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả Độc tụng Đại Thừa chính là bộ kinh Đại Thừa vô lượng thọ kinh này. Khuyến tấn hành giả là làm cho người khác noi theo. Giảng cho người khác nghe. Đây là tịnh nghiệp tam phước, là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Sau đó lục hòa. Tam học, lục độ, phổ hiện thập nguyện. Quý vị xem, đây chúng ta chỉ có năm môn thời khóa này. Thật sự thực hành, thật sự làm rồi chúng tôi nói rất nhiều tôi tin rằng có người thực hành nhưng chưa thấy mặt chưa gặp mặt bởi vì chúng tôi giảng kinh trong những năm này đều dùng vệ tinh dùng mạng internet người dùng vệ tinh mà tu học từ trên mạng internet mà tu học rất nhiều đều không ở trước mặt những người ở trước mặt tôi ở bên cạnh tôi tôi tỉ mỉ quan sát có lẽ là thời kỳ mạt pháp thời kỳ mạt pháp có nghe không có người làm không có người chứng quả nhưng bản thân chúng ta phải phát nguyện là người chánh pháp trong thời kỳ mạt pháp chúng ta nhất định thành công giảng sanh chính là thành phật giảng sanh chính là thành tựu điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì